Chúng ta làm tiếp với bài số 17. Bài 17 cho hai vectơ AB tạo với nhau một góc 60 độ. Biết độ dài của hai vectơ đó lần lượt là 5 và 10. Độ dài của vectơ hiệu vectơ A trừ vectơ B là. Chúng ta có 4 đáp án. Như vậy bài này chúng ta thấy làm sẽ tương tự giống như bài số 6. Với các cái giả thiết gần giống như bài 6 và chúng ta cách làm chúng ta cũng tương tự như thế. Đề bài cho chúng ta là góc giữa hai vectơ A và B là bằng 60 độ. Tức là ta có góc giữa hai vectơ bằng 60 độ. Độ dài của vectơ A là bằng 5. Độ dài của vectơ B bằng 10. Yêu cầu đề bài là tính độ dài của vectơ hiệu A trừ B. Vậy bây giờ chúng ta muốn tính cái độ dài vectơ hiệu A trừ B. Đúng, bằng bao nhiêu thì trước tiên chúng ta cũng đi tính tích vô hướng của hai vectơ A và B trước. Tích vô hướng hai vectơ A và B thì bằng độ dài vectơ A là 5 này nhân độ dài vectơ B là 10 nhân với cốt của góc giữa hai vectơ tức là 60 độ. Thì ta sẽ thu được góc số. Thì ở đây thì các em thấy lại xuất hiện là cái giá trị lượng giác cốt 60. Thì cô nhắc lại là bạn nào không nhớ được cái giá trị lượng giác của cung đặc biệt này thì chúng ta có thể bấm máy tính nhé. Cốt 60 độ thì bằng là 1/2. Như vậy ta sẽ được là 5 nhân 10 là 50 nhân với 1/2 nữa thì kết quả bằng 25. Rồi, bây giờ chúng ta muốn tính độ dài của vectơ hiệu thì chúng ta sẽ bình phương cái độ dài này lên. Tức là ta có độ dài của vectơ hiệu này đem bình phương thì sẽ bằng là độ dài của vectơ A bình phương cộng độ dài vectơ B bình phương trừ đi 2 lần tích vô hướng của vectơ A vectơ B. Ở đây chúng ta sẽ thay giá trị, ta thu được là 5 bình phương cộng với 10 bình phương trừ đi 2 lần tích vô hướng, ta tính bằng 25. Vậy kết quả của chúng ta lúc này sẽ bằng 25 cộng với 100 trừ đi ở đây là 50. Như vậy ta có 100 trừ 50 bằng 50 rồi. 50 cộng với 25 thì kết quả bằng 75. Thì để có độ dài thì chúng ta sẽ khai căn hai vế. Thì lúc này độ dài của vectơ hiệu vectơ A trừ vectơ B sẽ bằng căn 75. Do cái độ dài dương cho nên ta chỉ lấy giá trị dương. Vậy kết quả đúng của chúng ta chính là phương án D. Rồi, câu 17 là phương án D. Câu 18 này. Trong không gian OXYZ cho hai điểm AB, điểm nào dưới đây nằm trên đường thẳng AB? Để biết rằng cái điểm nào nằm trên đường thẳng AB thì các em chú ý với một cái đường thẳng mà đi qua cái điểm A và điểm B. Bây giờ ta muốn kiểm tra một cái điểm M bất kỳ chẳng hạn mà có nằm trên cái đường thẳng này hay không á, thì chúng ta cần kiểm tra điều gì? Với một cái điểm M nằm trên đường thẳng AB thì khi đó ta thấy rằng cái vector AB và vector AM phải là hai vector cùng phương với nhau. Nói cách khác là để kiểm chứng rằng ba điểm này có nằm trên cùng một đường thẳng hay không á thì chúng ta đi kiểm chứng hai cái vector tương ứng mà xuất phát từ cùng một điểm đầu. Giả sử ở đây chúng ta lấy điểm đầu là A thì khi đó chúng ta kiểm chứng hai cái vector tương ứng, đây là vector AB và vector AM. Nếu hai vector này mà cùng phương với nhau nhá, hay nói cách khác là về tọa độ chúng tỷ lệ với nhau á, thì chúng ba cái điểm này sẽ là thẳng hàng. Đấy chính là ý tưởng để làm cho cái bài 18. Thế thì để giải bài 18 thì việc đầu tiên chúng ta sẽ đi tính tọa độ của vector AB trước. Ở đây chúng ta có này, câu 18 này, vector AB thì chúng ta sẽ lấy là tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm A, đúng không? Thì tọa độ điểm B ở đây này, trừ 4, trừ 2. Trừ 4, trừ 2 này. Trừ 4, trừ 2 tiếp. Rồi, lại trừ 4, trừ 2. Trừ 4, trừ 2. Và kết quả rút gọn sẽ là trừ 6, trừ 6, trừ 6. Là tọa độ của vector AB. Điểm nào dưới đây nằm trên đường thẳng AB? Vậy ở đây ta cần tính tọa độ của vector nữa là AM1
Vậy ta có AM1 lúc này sẽ được tính bằng này. Lấy cái tọa độ M1 trừ tọa độ điểm A. Như vậy M1 là tọa độ điểm này. Trừ 1 trừ 2. Ta được bằng trừ 3 luôn nhé. Rồi 1 trừ đi 2 thì bằng trừ 1. Tiếp theo ta lấy trừ 1 trừ 2 lại bằng trừ 3. Như vậy lúc này ở đây chúng ta thấy rằng nếu chúng ta lấy tỷ lệ thì tất cả cái hai cái vector này nó phải cùng một cái chỉ số giống nhau. Ở đây các cái tọa độ này nó khác không á, cho nên chúng ta chỉ cần lấy vector AB lấy tọa độ vector B chia tọa độ vector AM1 để xem có cùng tỷ lệ không. Ta có âm 6 chia âm 3 thì tỷ lệ ở đây là 2. Âm 6 chia âm 3 bằng 2, đúng không? Âm 6 chia âm 1 bằng 6. Như vậy hai tỷ lệ này khác nhau rồi. Cho nên là hai vector này gọi là không tỷ lệ với nhau. Nói một cách khác là cái điểm M1 sẽ không thể nằm trên cái đường thẳng AB được. Nhá. Rồi, bây giờ chúng ta tương tự như thế nhưng mà chúng ta sẽ đi tính vector AM2. Hay thì chúng ta lại làm tương tự. Ta lấy tọa độ M2 trừ đi tọa độ điểm A. Vậy ta thu được kết quả này. Trừ 1, đúng không? À đây, tọa độ của điểm M2 là 1 trừ 2 thì bằng trừ 1. Tiếp theo, trừ 1 trừ đi 2 thì bằng trừ 3. Trừ 1 trừ đi 2 bằng trừ 3 tiếp. Như vậy chúng ta lại tiếp tục kiểm tra tỷ lệ thì ta thấy là âm 6 chia cho âm 1 thì bằng dương 6. Âm 6 chia cho âm 3 thì bằng dương 2. Như vậy hai tỷ lệ này khác nhau. Cho nên vector AB sẽ không tỷ lệ với vector AM2. Các cái tỷ lệ nó phải bằng nhau ở đây. Cho nên điểm M2 cũng không thuộc đường thẳng AB. Tương tự như thế chúng ta kiểm tra tiếp M3 lúc này bằng này. Tọa độ điểm M3 trừ tọa độ điểm A ta được trừ 1 trừ đi 2. Kết quả là trừ 3. Trừ 1 trừ 2 bằng trừ 3 tiếp. Trừ rồi, 1 trừ đi 2 thì bằng là trừ 1. Đó. Như vậy ở đây chúng ta lại tính tỷ lệ này. Trừ 3 trừ 6 chia trừ 3 bằng 2. Trừ 6 chia trừ 3 bằng 2 tiếp. Như vậy hai này đã bằng nhau. Kiểm tra tỷ lệ tiếp theo này. Trừ 6 chia trừ 1 thì bằng dương 6. Vậy khác. Dẫn tới hai vector này không tỷ lệ với nhau. Nhá, muốn tỷ lệ thì ba cái chỉ số nó phải bằng nhau. Như vậy ta cũng loại phương án C. Vậy ta đã loại 3 phương án thì cái phương án D sẽ là phương án chọn. Đúng không? Và nếu các em kiểm tra thì các em thấy rằng chúng có tỷ lệ giống nhau. Đây chính là câu. Tiếp tục với câu số 19. Trong không gian Oxyz cho hai điểm AB, điểm nào dưới đây không nằm trên đường thẳng AB? Như vậy ở đây đề bài cho chúng ta hai điểm và đề bài yêu cầu chúng ta kiểm tra rằng cái điểm không nằm trên. Trong khi bài toán bài 18 thì hỏi là điểm nào nằm trên đường thẳng AB, đúng không? Rồi, vậy thì để điểm không nằm trên thì chúng ta sẽ làm tương tự bài 18. Nhưng có điều là chúng ta sẽ kiểm tra rằng cái vector AB này với cái vector của tạo bởi các cái điểm ở đáp án này nó phải không tỷ lệ với nhau, đúng không? Nằm ngược lại với bài 18. Vậy bài 19 này. Đầu tiên chúng ta đi tìm vector AB. Vector AB thì lấy tọa độ B trừ đi tọa độ A. Như vậy ở đây ta có này. 3 trừ đi 1 bằng 2. 6 trừ đi 2 thì bằng 4. Trừ 9 trừ đi 3. Như vậy là trừ với trừ 3 thì thành cộng 3. Trừ 9 cộng 3 bằng trừ 6. Rồi bây giờ ta tính với cái vector AM1. Vector AM1 thì sẽ được tính bằng lấy tọa độ M1 trừ tọa độ điểm A. Như vậy ta được này. 2 trừ đi 1 thì bằng 1. 4 trừ đi 2 bằng 2. Trừ 6 trừ đi trừ 3 tức là thành trừ 6 cộng 3 bằng trừ 3. Bây giờ ta kiểm tra tỷ lệ. Tất cả các cái tọa độ này nó đều khác không, cho nên chúng ta cứ lần lượt lấy các chỉ số chia cho nhau nhé. 2 chia cho 1 thì được 2. 4 chia 2 bằng 2, như vậy hai này bằng nhau. Âm 6 chia âm 3 bằng 2. Như vậy chứng tỏ rằng
chúng tỷ lệ với nhau, đúng không? Mà nếu tỷ lệ với nhau á, tức là chúng ta có này, vector AB sẽ bằng 2 lần vector AM1. Nói một cách khác là cái điểm M1 này nó sẽ nằm trên cái đường thẳng là AB. Mà yêu cầu bài toán là phải không nằm trên đường thẳng AB. Cho nên phương án A của chúng ta bị loại đi nhé. Đây là phương án A chúng ta sẽ gạch bỏ. Tương tự như thế với phương án B. Phương án B chúng ta sẽ cần phải tính vector là AM2. Như vậy vector AM2 sẽ được tính bằng này. Trừ 1 trừ đi 1. Như vậy bằng trừ 2. Trừ 2 trừ đi 2 thì bằng trừ 4. 3 trừ đi trừ 3 thành cộng 6. Ta cũng kiểm tra tỷ lệ. Như vậy ở đây ta sẽ có tỷ lệ này, lấy tọa độ của vector AB nhé. Chú ý tính tỷ lệ với vector AM2. Như vậy ta được 2 chia âm 2 thì ta được âm 1. 4 chia âm 4 cũng được âm 1. Như vậy hai tỷ lệ bằng nhau. Âm 6 chia 6 cũng bằng âm 1. Như vậy ta cũng kết luận rằng cái vector AB lúc này sẽ bằng trừ 1 của cái vector AM2. Dẫn tới chúng tỷ lệ với nhau. Nói một cách khác là cái điểm M2 này thuộc vào AB. Vậy phương án B cũng loại. Ta thử sang phương án C. Phương án C ta sẽ tính vector là AM3. Vector AM3 thì ta lấy tọa độ M3 trừ tọa độ điểm A. Như vậy ta được này. 0 trừ 1 bằng trừ 1. 0 trừ 2 bằng trừ 2. 1 trừ đi trừ 3 thành cộng 3. Như vậy kết quả của chúng ta là 1 trừ 2 cộng 3. Đúng không? Bây giờ chúng ta tìm tỷ lệ 2 chia cho âm 1 bằng âm 2. 4 chia âm 2 cũng bằng âm 2. Như vậy bằng nhau. Âm 6 chia 3 cũng bằng âm 2. Như vậy chứng tỏ rằng vector AB sẽ bằng âm 2 vector AM3. Nói cách khác là cái điểm M3 này cũng thuộc vào AB. Vậy phương án C cũng vậy. Thế thì ta chỉ còn lại là phương án D mà thôi. Rồi, tương tự như thế chúng ta sẽ suy nghĩ với câu 20. Trong không gian Oxyz cho 3 điểm A, B, C, khẳng định nào dưới đây là đúng? ABC là ba đỉnh của một tam giác. Thì đây với cái khẳng định này thì các em chú ý muốn ba cái điểm này là ba đỉnh của một tam giác thì các cái vector AB và cái vector AC này chúng không tỷ lệ với nhau nhá, hay còn gọi là không cùng phương. Đấy. Chúng ta đi kiểm tra cái tính chất tỷ lệ giữa hai vector giống bài 18, 19. Rồi, còn câu B và câu C, câu D thì kiểm tra tính tỷ lệ giữa các cái cặp vector. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ dựa trên tọa độ của các vector này để chúng ta đi kiểm chứng với câu A chẳng hạn. Ta tính vector AB. Vector AB thì ta lấy tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm A. Vậy ở đây ta sẽ thu được này. 4 trừ đi 2 bằng 2. 2 trừ 1 bằng 1. Trừ 6 trừ đi trừ 3 tức là thành trừ 6 cộng 3 là bằng trừ 3. Vector AC bằng lấy C trừ đi A ta được 10 trừ đi 2 bằng 8. 5 trừ 1 bằng 4. Trừ 15 trừ đi trừ 3 tức là thành trừ 15 cộng 3 là trừ 12. Như vậy ở đây ta sẽ thì ở đây ta có này 2 chia cho 8, như vậy ta được là 1 phần 4. Rút gọn là 1 phần 4 này. 1 chia 4 cũng bằng 1 phần 4. Vậy bằng nhau. Âm 3 chia âm 12 cũng là 1 phần 4. Như vậy chúng tỷ lệ với nhau. Hay nói cách khác là vector AB sẽ bằng 1 phần 4 của vector AC. Nếu hai cái vector này tỷ lệ cho lên vector AB là cùng phương với vector AC. Và hai vector này cùng phương tức là dẫn tới là ba cái điểm này là thẳng hàng nhau. Đúng không? Tức là nó nằm trên cùng một một đường thẳng đấy. Trong khi đề bài nói là khẳng định nào đúng mà A lại khẳng định rằng nó là ba đỉnh của một tam giác
chứng tỏ rằng 3 điểm này nó phải không thẳng hàng. Đấy, trong khi ta kiểm tra thì nó thẳng hàng nhé. Vậy phương án A chúng ta loại bỏ. Ta kiểm tra luôn với phương án C vì ta đang có hai vectơ AB và AC. Thì ở đây ta có này, vectơ AC bằng trừ 4 vectơ AB, có đúng không? Thì ta lấy này, vectơ AC bằng trừ 4 vectơ AB, tức là ta lấy cái vectơ AB này nhân với âm 4 lần để xem nó có bằng với vectơ AC không, đúng không? Vậy ta sẽ nhân âm 4 vào vectơ AB. Nhân âm 4. Vậy lúc này ta thu được này. Âm 4 nhân 2 là âm 8. Âm 4 nhân 1 là âm 4. Âm 4 nhân âm 3 là dương 12. Vậy so sánh với vectơ AC thì rõ ràng rằng hai cái vectơ này không thể bằng nhau. Bởi vì tọa độ của cái vectơ AC là 8, 4 trừ 12. Không bằng với tọa độ của âm 4 vectơ AB. Vì vậy phương án C chúng ta cũng loại bỏ. Bây giờ để kiểm tra phương án B thì ta cần tính là tọa độ vectơ BC và vectơ BA cộng 3, đổi dấu tọa độ vectơ AB thì ta được vectơ BA. Vectơ BC này thì sẽ bằng BC 10 trừ 4 bằng 6, 5 trừ 2 bằng 3, trừ 15 trừ đi trừ 6, tức là trừ 15 cộng 6 thì bằng trừ 9. Rồi, ta có vectơ BC. Bây giờ đề bài khẳng định rằng vectơ BC bằng trừ 3 lần vectơ BA. Vậy chúng ta lại phải đi tính trừ 3 vectơ BA đã. Cho nên ta sẽ nhân vào vectơ BA với trừ 3. Lúc này ta thu được kết quả là trừ 3 nhân trừ 2 bằng dương 6. Trừ 3 nhân trừ 1 bằng dương 3. Trừ 3 nhân với 3 là trừ 9. Như vậy ta thấy rằng hai cái vectơ này lúc này tọa độ của chúng là bằng nhau, đúng không? Cho nên ta kết luận rằng vectơ BC sẽ bằng trừ 3 lần vectơ BA, bởi vì nó đều có tọa độ là 6, 3, trừ 9. Vậy phương án B là phương án đúng. Bây giờ chúng ta sang câu 21. Câu 21 này, trong không gian Oxyz cho hai vectơ AB với những giá trị nào của M thì hai vectơ A và B vuông góc với nhau. Như vậy ở câu 21 này chúng ta cần nhớ cái kiến thức về hai vectơ vuông góc. Vectơ A vuông góc với vectơ B khi và chỉ khi á, cái tích vô hướng của vectơ A với vectơ B là phải bằng bằng 0. Thì tích vô hướng của hai vectơ thì được tính thế nào? Nếu chúng ta có vectơ A có tọa độ là xyz, còn vectơ B này có tọa độ là vectơ A là x1 y1 z1 đi. Vector B là x2, y2, z2. Thì khi đó cái tích vô hướng vector A nhân vector B đúng không? Thì nó sẽ phải bằng này, x1 nhân x2 cộng với y1 nhân y2 và cộng với z1 nhân z2. Thì từ đây chúng ta sẽ kiểm tra cái điều kiện này và cho nó bằng 0. Thì ta sẽ tìm ra M, đúng không? Như vậy với cái bài toán này chúng ta có vector A và vector B đã cho tọa độ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có là tích vô hướng của vectơ A nhân vectơ B lúc này sẽ bằng này. Ta lấy 1 nhân với m. 1 nhân m cộng với này trừ 2 nhân với trừ 2 nhân với 2m trừ 1 cộng với trừ 3 nhân với 1. Như vậy ta được trừ 3 nhân 1. Đấy. Và cái tích vô hướng này nó phải bằng 0. Đúng không? Bằng không, bởi vì ở đây đề bài cho là hai vectơ này vuông góc với nhau. Từ đây chúng ta sẽ tìm ra m. Vậy ta rút gọn đi m này. Trừ 2 chúng ta nhân vào trong. Trừ 2 nhân 2m là trừ 4m. Trừ 2 nhân với trừ 1 là cộng 2. Ở đây bằng trừ 3 nữa, bằng 0. Vậy kết quả của chúng ta là m trừ 4m bằng trừ 3m. 2 trừ đi 3 thì bằng trừ 1, bằng 0. Từ đây ta có trừ 3m sẽ phải bằng 1. Vậy thì ta chia hai vế cho âm 3. Đúng. Chia hai vế âm 3 ta thu được m chính là âm 1 phần 3. Vậy đáp án đúng sẽ là đáp án A.